càng sống dậy những truyền thuyết đầy tự hào gắn với di tích lịch sử, danh thắng núi Voi. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu, đó là những nội dung được gửi gắm trong hoạt cảnh trèo huyền tích núi Voi. Chỉ đạo nội dung, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện An Lão, tác giả kịch bản, đạo diễn sân khấu Trần Tuấn Tiến, đơn vị thực hiện Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, phụ trách nghệ thuật Hồ Anh Tuấn, biên đạo múa Kim Thoa, âm nhạc Thanh Toàn, trang phục đạo cụ Hồng Hạnh, phụ trách hình ảnh sân khấu Tiến Dũng, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Đức Toàn trong vai cựu chiến binh, Quang Hưng trong vai thầy Bùi Mộng Hoa, Văn Hoành trong vai sứ giả, Trần Sơn trong vai Mục Đồng, Hồng Hạnh trong vai Trần Thị Trinh, Trần Vi trong vai Ngũ Đạo Đại Vương, cùng tập thể diễn viên câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện An Lão tham gia biểu diễn. Sau đây, hoạt cảnh xin phép được bắt đầu. Cái anh Covid ta đã chung tay bắt nó phải cúi đầu, nên hội xuân núi Voi thêm thắm sắc tươi màu, du khách khắp nơi xa gần tụ hội. Lại thông báo để mọi người phấn khởi, đền thờ Trạng Nguyên Trần Tất Văn và Đình Nguyệt Áng đã được công nhận là khu di tích quốc gia. Huyện An Lão được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Kỷ niệm 35 năm ngày tái lập huyện, một chặng đường biết mấy gian nan, mừng quê hương xuân đến rực sắc hoa, cùng con cháu về đây dự hội. Ông ơi, đất núi Voi tưng bừng mở hội, đón xuân về non nước đẹp tươi, ăn bát cơm thơm vẫn ghi nhớ ơn người, uống nước nhớ nguồn ấy là truyền thống. Dạ thưa ông, nhân ngày hội có đông du khách, ông kể chuyện cho cháu nghe những huyền thoại núi Voi để chúng cháu hiểu thêm về mảnh đất con người, về hào khí núi Voi kiên cường bất khuất ạ. Ăn bát cơm thơm nhớ người cày cấy,
vui hưởng thái bình, ơn người đã hy sinh, uống nước nhớ nguồn, phụ quý tử vinh, hào khí núi voi, cha truyền con nối. Ở này nhân buổi đầu năm họp mặt, ông kể cho mọi người nghe những vùng đất núi voi đã đi vào tâm thức của mọi người, thành niềm tự hào của người dân An Lão. Ông kể đi, ông kể đi. Xưa đất này tên là Câu Lầu, nơi biển trời đồi núi bát ngát một màu xanh. Trên núi cao có bàn cờ tiên, các tiên ông thường về đây đánh cờ uống rượu. Nước suối mát lành, hoa thơm bát ngát, các tiên nương thường du ngoạn bắt bướm hái hoa. Chuyện xưa kể lại, trên núi voi có giếng trong lành, nước từ họng voi tuôn chảy thành dòng, phong cảnh nên thơ, nước non kỳ tú. Vì thế các tiên cô thường hay đến đó gội mái tóc mây, tắm nước suối trong.